Thì đây là một cái phần thiết kế gây rất nhiều cái sự tranh cãi trên mạng xã hội thời gian gần đây. Có rất nhiều anh chị ví von và so sánh là cái cụm đèn hậu này nó sẽ khá giống với là một cái chiếc xe gì đó rất quen thuộc. Dạ, cái cốp xe ở trên Civic G này nó khá là hay. Dạ, đây, khi em mở cốp này anh chị. Đó. Mặc dù là cái cốp cơ nhưng mà anh chị có thể để ý là cái hành trình cốp nó lên rất là từ tốn, giống như là một cái cốp điện. Tại vì ở trong đây nó sẽ được trang bị một cái ti đẩy thủy lực. Dạ, với mức giá chênh lệch khoảng 100 triệu đồng so với phiên bản cao cấp nhất là Civic RS và điều chỉnh giảm giá niêm yết khoảng 19 triệu đồng so với phiên bản Civic G thế hệ thứ 10. Cùng với đó là rất nhiều những nâng cấp vô cùng đáng giá, điển hình như động cơ 1.5 lít turbo tăng áp, hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing cùng với sự lột xác ngoạn mục về ngoại thất, kể cả thiết kế bên trong nội thất. Và ngay sau đây, em hãy xin phép mời anh chị cùng em tìm hiểu chi tiết về Honda Civic phiên bản G 2022 thế hệ thứ 11. Và xin được chào mừng tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Hải Honda Auto Long An. Đầu tiên là về phần đầu xe thì cái ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Honda là Solid Wingface, đôi cánh vững chãi vẫn được áp dụng trên Civic All-New thế hệ thứ 11 tại thị trường Việt Nam. Nhưng mà cái đôi cánh vững chãi này nó không còn được mạ chrome hay là không còn được sơn đen thể thao nữa. Thay vào đó là phần nắp capo và cái cản trước của xe được thiết kế mỏng hơn rất nhiều so với Civic Gen 10, Civic thế hệ tiền nhiệm. Cùng với đó thì Civic thế hệ thứ 11 này trên phiên bản G và phiên bản RS vẫn được trang bị cụm đèn full LED với kiểu tàu hình đèn đề mi hình chữ L ngược trông nó khá là đẹp mắt và nó rất giống với kiểu tàu hình trên Audi R8. Phía dưới là cái đèn xi nhan cũng được trang bị một dãy LED luôn. Và cụm đèn chiếu sáng cốt pha được chia ra làm 3 khoang riêng biệt. Khi anh chị bật đèn cốt thì hai cái đèn ngoài cùng nó sẽ phát sáng. Và khi mình bật đèn pha thì cả 3 đèn nó đều sáng luôn. Thì với cái cụm đèn này nó sẽ có rất nhiều cái chức năng. Chức năng thứ nhất bao gồm đèn auto, đèn tự động bật tắt theo cái điều kiện ánh sáng. Khi anh chị đi trời sáng, đèn tắt. Khi anh chị đi vào ban đêm thì đèn nó tự động bật. Chức năng thứ hai thì nó sẽ có đèn tự động tắt theo thời gian anh chị. Dạng như là mình sẽ cài đặt được 15 giây hoặc là 30 giây thì đèn nó sẽ tự động tắt sau khi anh chị tắt máy mà anh chị quên tắt đèn. Cái đèn này nó có cái tác dụng, thứ nhất là khi mà anh chị đi vào ban đêm á thì mình tắt máy xe rồi thì cái đèn này nó vẫn còn sáng khoảng từ 15 cho đến 30 giây để nó rọi đèn cho anh chị dễ tìm chìa khóa để mở cửa vào nhà. Dạ. Và cái chức năng thứ ba nữa đó là cái chức năng là AHB, đèn pha thích ứng thông minh. Khi mà anh chị đi vào ban đêm, camera ở trên gương nó sẽ quan sát, nếu như phát hiện có xe phía trước thì nó tự động chuyển từ đèn pha sang cốt. Nếu như camera phát hiện ở phía trước mình không có xe, nó tự động chuyển từ đèn cốt sang đèn pha. Phía dưới là cái cụm lưới tản nhiệt được chia ra làm 2 tầng với thiết kế rất nhiều các cái nan nằm ngang, tạo hình cái phần đầu xe trong nó khá là cứng cáp và có cái phần hơi vuông vức anh chị. Trên phiên bản G nó sẽ được trang bị cái cụm đèn gầm LED và cái kiểu tàu hình cái đèn gầm này thì nó sẽ là một cái trụ C được thiết kế màu đen nhám khá là ăn nhập với phần đầu xe. Và Civic 2022 cả 3 phiên bản thì nó chỉ có 2 phiên bản G với RS được trang bị cái đèn gầm thôi. Với Civic E thì nó sẽ không được trang bị đèn gầm và sẽ sử dụng là cái đèn halogen nha anh chị. Dạ, và một cái điểm khác biệt hoàn toàn lớn nữa so với Civic thế hệ thứ 10 đó là về cái khối động cơ. Thì với cái phiên bản tiền nhiệm, với thế hệ tiền nhiệm anh chị muốn sử dụng cái khối động cơ 1.5 lít turbo tăng áp á, thì mình phải bỏ cái số tiền khá lớn để mình sở hữu cái phiên bản RS thì nó mới có cái trang bị turbo. Còn với Civic thế hệ thứ 11 thế hệ hoàn toàn mới này thì khối động cơ 1.5 lít turbo tăng áp nó sẽ được trang bị trên cả 3 phiên bản bao gồm Honda Civic E, Honda Civic G và Honda Civic RS. Với khối động cơ turbo này nó sản sinh cho anh chị công suất cực đại là 176 mã lực cùng với mô men xoắn cực đại là 240 Nm, vẫn tiếp tục sử dụng cái hộp số vô cấp, hộp số CVT, giả lập cho anh chị là 7 cấp số ảo. Thì về cái khối động cơ và cái hộp số này anh chị thì nó sẽ được điều chỉnh tăng khoảng 6 mã lực và đâu đó khoảng 20 Nm mô men xoắn cực đại so với Civic RS thế hệ thứ 10. Dạ,
tiếp theo thì Honda Civic G nó sẽ được trang bị la răng có kích thước là 17 inch, 5 chấu kép, được sơn hai cái màu tương phản trông khá là đẹp mắt, kết hợp cùng với lại lớp Yokohama, một cái thương hiệu lớp khá là nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Thì với cái kiểu tạo hình la răng này thì nó sẽ khá giống với đàn anh Honda CR-V anh gì. Và cái mâm có kích thước 17 inch này thì ở bên Thái Lan á, cái Honda Civic bản RS, bản cao cấp nhất ở Thái Lan thì nó sẽ được trang bị la răng 17 inch, cũng y chang kiểu tạo hình như vậy. Nhưng mà ở bên Thái anh chị thì nó sẽ sơn nguyên cái mâm này màu đen, trông nó đẹp dữ lắm và trông nó rất là thể thao. Đặc biệt khi anh chị đi với lại cái foam xe màu trắng mà anh chị sơn bốn cái la răng màu đen nữa thì đi nó hết bài luôn anh chị. Dạ. Tiếp đến một cái điểm lưu ý nữa là về cái phần trụ A của xe, thì trụ A nó sẽ được kéo dời về phía sau để tạo ra một cái foam xe trông nó trường xe hơn, và cái phần nắp capo cũng trông nó sẽ bề thế và trông nó hoành tráng hơn rất nhiều so với Civic Genmoi. Tiếp đến là cái gương chiếu hậu nó không còn được đặt ở ngay cái trụ A nữa mà nó sẽ được dời xuống phần cánh cửa để tăng cái độ quan sát nhiều hơn cho người điều khiển ở bên trong. Gương xe ở bản G này nó sẽ được trang bị sơn cùng với màu của thân xe, tích hợp các chức năng như là gập điện, chỉnh điện và tích hợp xi nhan trên gương. Và đặc biệt khi anh chị lóc cửa thì gương nó sẽ tự động cụp lại. Đây, em bấm lóc cửa thì gương nó sẽ tự động gập lại, và em bấm mở cửa thì lúc này gương nó tự động xòe ra. Trên Honda Civic G anh chị thì cái đường nẹp chân kính của nó sẽ là cái đường mạ chrome, và cái trụ B, trụ C của xe thì nó sẽ không được sơn màu đen bóng giống như là trên Civic phiên bản RS. Trên phiên bản RS thì cái đường nẹp chân kính này nè nó sẽ là màu đen dạng như đen nhám vậy đó, và cái trụ B, trụ C này nó sẽ được làm bóng lên, trông nó rất là đẹp và tạo cái kiểu dáng thể thao có trên phiên bản RS. Tay nắm cửa trên phiên bản G này nó sẽ được sơn cùng màu với thân xe, tích hợp luôn cảm biến đóng mở cửa. Thì trên Civic thế hệ thứ 10 nó cũng đã có cảm biến đóng mở cửa rồi, nhưng nó là một cái nút cơ anh chị, anh chỉ bấm vô. Còn cái này nó bỏ cái nút cơ rồi, nó thiết kế bằng một cái vân cảm biến. Cái này nó sử dụng như thế nào thì sau đây em làm thử cho anh chị coi. Bây giờ xe mở cửa nè, rồi xe mở cửa, hoặc là em có thể khóa cửa trên chìa khóa. Còn giờ em không thích thì em dẹp cái chìa khóa này vô túi, đảm bảo chìa khóa cách xe khoảng 0.5 mét. Giờ em muốn xe nó khóa thì em chỉ cần chạm vô cái vân này, xe nó khóa lại và gương nó tự động cụp vào. Tiếp theo thì bây giờ em muốn mở cửa thì em chỉ cần rà tay vô đây, là gương nó tự động xòe ra. Dạ rồi. Và với cái gương trên Honda Civic phiên bản G này thì nó sẽ không có trang bị cái camera lens watch nha anh chị, cái camera cặp lề đó. Thì cái chức năng đó nó chỉ được trang bị trên Honda Civic phiên bản RS mà thôi. Tiếp đến là về phần đuôi xe, thì đây là một cái phần thiết kế gây rất nhiều cái sự tranh cãi trên mạng xã hội thời gian gần đây. Có rất nhiều anh chị ví von và so sánh là cái cụm đèn hậu này nó sẽ khá giống với là một cái chiếc xe gì đó rất quen thuộc. Dạ, thì theo cái ý kiến cá nhân của em anh chị, thì với cái form xe như thế này thì trang bị cái cụm đèn này thì em thấy nó khá là hài hòa và ăn nhập với tổng thể rồi. Nó cũng không có gọi là đẹp quá và nó cũng không có gọi là dạng như là thô thiển quá. Theo em thấy như vậy là nó quá phù hợp rồi. Với phiên bản G thì Civic nó sẽ không được trang bị cái cánh lướt gió liền thân màu đen ở đây. Trên bản RS nó sẽ được trang bị. Và ở phía dưới anh chị thì Civic phiên bản G nó vẫn sử dụng là cái bô đôi nha, nhưng nó sẽ không có show ra, nó không có hiển thị ra bên ngoài rõ ràng bằng cái phiên bản RS, mà nó sẽ được ẩn ở phía bên trong này nè, nó sẽ được ẩn bên trong. Và cái cốp xe ở trên Civic G này nó khá là hay. Dạ, đây, khi em mở cốp này anh chị đó, mặc dù là cái cốp cơ nhưng mà anh chị có thể để ý là cái hành trình cốp nó lên rất là từ tốn, giống như là một cái cốp điện, tại vì ở trong đây nó sẽ được trang bị một cái ti đẩy thủy lực, cái ti để trợ lực cái cốp. Những cái cốp mà không có cái ti này á, cái cốp cơ á, khi anh chị mà mở nó bật lên rất là bất ngờ, và khi mà anh chị đóng xuống nó cũng cái lực nó cũng rất là mạnh nữa. Nhưng mà bây giờ em đóng xuống nó nghe cái tiếng rất là dễ thương anh chị. Rồi, và về cái trang bị an toàn ở phía sau thì Civic G chỉ được trang bị camera lùi ba góc quay, góc 180 độ, góc 130 độ và góc 90 độ. Và đặc biệt cả ba phiên bản trên Honda Civic 2022 không được trang bị cảm biến lùi. Đây cũng là một cái trang bị gây rất là nhức nhối. Em cũng không biết tại sao mà Honda họ rất là ít khi trang bị cảm biến lùi trên hầu hết các mẫu xe ở thời điểm hiện tại, chứ không riêng gì Honda Civic. Trên phiên bản G của Civic 2022 thì nó vẫn được trang bị cái chức năng là gập ghế 64 hàng ghế thứ hai. Thì nó có hai cái lẫy nè anh chị, mình gạch ra. Rồi. Thì lúc này anh chị vào bên trong khoang nội thất á, mình gập cái ghế xuống. Thì lúc này cái khoang nội thất của mình nó sẽ thông hoàn toàn với lại cái khoang hành lý, thích hợp cho những anh chị nào mình để những cái vật dụng nó quá khổ hay là nó quá dài.
theo thì em Hải xin phép mời anh chị cùng em tiến vào khoang nội thất trên Honda Civic phiên bản G năm 2022. Đầu tiên thì về phần tắp bi cửa thì đây nó sẽ được trang bị là nhựa cứng anh chị, nhựa cứng, nhưng mà cái chi tiết nhựa này trông nó khá là đẹp mắt chứ nó không có quá thô. Phía dưới đây là cái tay nắm cửa, thì cái tay nắm này nó cũng được thiết kế hoành tráng và bề thế hơn rất nhiều so với Civic thế hệ thứ 10, tạo cái cảm giác cầm nắm nó rất là chắc và cực kỳ tin tưởng luôn anh chị. Rồi bên đây là nó sẽ được ốp cái miếng màu đen bóng, thì với phiên bản E và bản G thì ở giữa này nè nó sẽ không có cái đèn, và trên phiên bản RS khi mà anh chị lên xe mình ấn cái chìa khóa thì cái đèn viền màu đỏ nó sẽ hiện lên ở đây, nó giống với lại cái đèn ambient light vậy đó, nhưng mà nó chỉ có một khúc như đây thôi. Dạ. Phần ghế ngồi thì ghế trên Honda Civic phiên bản E và phiên bản G nó sẽ được trang bị ghế chỉnh cơ và ghế nỉ anh chị. Một cái điều nó khá là đáng tiếc, xe tầm tiền trên 800 triệu nhưng vẫn còn trang bị ghế nỉ, thì đây nó là một cái điều rất là hơi tiếc, theo cá nhân em nó sẽ hơi đáng tiếc. Và cái ghế này thì khi mà anh chị mua xe về thì anh chị cứ đi một thời gian đi đã, đi khoảng tầm 5 năm rưỡi đi, rồi lúc đó thì anh chị chán thì mình hãy bọc da ghế lại. Cái phần vô lăng thì vô lăng bản E và bản G chưa được bọc da nha, nó vẫn còn là chất liệu urethane. Mà một điều đáng tiếc thứ hai thì vô lăng vẫn được trang bị là vô lăng ba chấu kép, và cái logo Honda anh chị thì nó sẽ được làm nhô lên, nó có kiểu thiết kế dạng như là cái hình lục giác vậy đó, trông nó rất là đẹp mắt. Và các cái phím bấm chức năng nó đã được tinh giảm rất nhiều rồi, thay vào đó là nó sử dụng các cái con lăng và các cái nút điều chỉnh âm lượng, trông nó khá là xịn sò. Dạ. Và ở bên trong đây nó sẽ là một cái màn hình, cái màn hình trên bản E với bản G nó sẽ là hiển thị vừa cơ vừa điện tử, khá giống với cái màn hình của Honda Accord. Dạ. Còn trên bản RS thì nó sẽ được trang bị màn hình full digital có kích thước là 10.2 inch, trông nó rất là đẹp mắt anh chị, và em hút hồn với lại cái màn hình trên phiên bản Civic RS. Kế bên đây nó sẽ là một cái màn hình giải trí có kích thước 7 inch và hỗ trợ anh chị kết nối đầy đủ Apple CarPlay, Android Auto và hỗ trợ anh chị kết nối Bluetooth luôn. Thì cái màn hình nó sẽ được dời đặt ở phía trên cái tắp lô, chứ nó không còn đặt chìm ở dưới cái phần cửa gió điều hòa giống như là Civic Gen 10 nữa. Và cái màn hình của Civic G với Civic E nó đều là 7 inch, nhưng mà Civic RS anh chị nó sẽ được trang bị màn hình 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây. Và với cái phiên bản G này của Honda Civic 2022 thì nó chỉ trang bị 8 loa thôi nha anh chị, nó chỉ được trang bị âm thanh 8 loa thôi. Với phiên bản E thì nó sẽ được trang bị âm thanh 4 loa, còn với phiên bản RS thì nó sẽ được trang bị 12 loa Bose, cho cái cảm giác âm thanh nghe cực kỳ sảng khoái anh chị. Thì cái phía dưới đây nó sẽ kỳ ấn tượng với cái kiểu thiết kế một cái thanh mạ chrome có cái hình tổ ong, và nó sẽ được chạy dài hết cái phần nội thất của xe. Dạ. Thì cái thiết kế cái cửa gió điều hòa nó cũng được ẩn ở phía sau cái thanh tổ ong này, trong nó tạo ra một cái gì đó độ rộng rãi và sang trọng trong một cái cabin, một cái khoang nội thất của một chiếc sedan hạng C. Cái cụm điều khiển nhiệt độ dàn lạnh vẫn có đầy đủ các cái nút mắt cool, gió trong gió ngoài, sấy kính trước sấy kính sau. Thì với cái điều hòa ở trên Honda Civic G nó sẽ là điều hòa tự động một vùng, còn trên Civic RS nó sẽ là điều hòa tự động hai vùng độc lập. Các cái nút vặn được thiết kế trông nó khá là đẹp mắt. Thì những cái nút này thì anh chị có thể thấy nó rất là, nó giống với khoảng tầm 80-90% trên đàn em Honda City. Nhưng mà chi tiết các cái núm vặn này nó được thiết kế sắc sảo và tinh tế hơn. Cùng với đó là cái size anh chị, những cái núm vặn này nó sẽ to hơn rất nhiều so với đàn em City. Trông nó khá là đẹp anh chị. Và trên Civic G này nó đã không còn chức năng sạc không dây nữa, nó không có chức năng sạc không dây, chỉ có trên bản RS mà thôi. Cần số thì nó sẽ được trang bị rất nhiều các dãy số từ B đến số L, và không có lẫy số vô lăng. Lẫy số vô lăng cái hồi Civic Gen 10 thì nó còn trang bị lẫy số, nhưng mà bản G của Civic thế hệ thứ 11 này nó cắt lẫy số luôn rồi. Anh chị muốn chạy sport thì mình cứ đưa cần số về ớt. Dạ, mình không có lẫy số được, mình phải chạy số tự động bình thường. Còn trường hợp mà anh chị chở đồ nặng hay là mình đi đèo dốc gì đó thì mình gạt cần số xuống số L, số low. Vẫn được trang bị phanh tay điện tử và brake hold. Chế độ Econ nó sẽ được dời xuống là một cái nút nhỏ dưới đây. Thì theo em thấy cái khu vực con ngựa này nè, nó thiết kế khá là giống với đàn anh Honda Accord. Và nó sẽ được thiết kế các cái vân giống như là cái vân carbon vậy đó anh chị. Khi mà anh chị sờ chạm vào, cái tiếng nó phát ra rất là thích thú. Rồi, ở phía dưới đây là cái hộc, cái bệ thì tay. Gương vẫn được trang bị là cái gương cơ chứ không phải là gương chống chói. Gương chống chói và gạt mưa tự động chỉ được trang bị trên Honda Civic phiên bản RS mà thôi. Và trên Honda Civic All New hoàn toàn mới thế hệ thứ 11 này nó sẽ không được trang bị cửa sổ trời.
Thì tại thị trường Đông Nam Á luôn, tất cả các nước như là Thái Lan, Singapore, Philippines, Indonesia, Malaysia thì nó sẽ không được trang bị cửa sổ nóc. Có Civic bản nhập Mỹ anh chị thì nó sẽ được có cái cửa sổ trời. Dạ, tiếp theo là về cái không gian của cái hàng ghế thứ hai. Thì cái chạng người em tầm khoảng 1m77. Thì ngồi vô đây nó cũng giống với cái cảm giác mà ngồi trên Civic thế hệ thứ 10 thôi anh chị, nó cũng không có khác là mấy. Vẫn cái khoảng đầu gối thì nó cũng khá là rộng rãi, và cái khoảng tựa lưng của nó. Dạ. Tựa lưng của nó thì em thấy ngồi nó thoải mái hơn là Civic Gen 10. Và cái ghế nỉ này anh chị, ngồi nó ôm lắm và nó rất là êm. Nó rất là êm. Khoảng trống đầu thì khi mà em dựa vào thì cái khoảng trống đầu này bất ngờ là nó sẽ rộng hơn so với Civic Gen 10. Và cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai vẫn được trang bị trên Civic bản G năm 2022. Và cái cửa gió điều hòa này nó sẽ không được trang bị trên Civic phiên bản E nha anh chị. Dạ, tiếp theo thì về cái phần chìa khóa Smart Key. Đây là một cái chìa khóa trên Honda Civic thế hệ thứ 11 hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Thì cái chìa khóa này nó cũng được nhà sản xuất họ vát cặn trông nó khá là đẹp mắt. Cái chi tiết thì trong đây nó sẽ có các cái chức năng cũng như cũ thôi, khóa xe, mở xe, đề nổ từ xa và mở cốp. Thì theo em thích nhất là ở cái chi tiết, đó là cái lẫy để mở cái chìa khóa cơ anh chị. Thì họ thiết kế nó cũng khá là tinh xảo. Dạ, đây, lấy cái chìa khóa cơ ra nó rất là dễ dàng. Và cái thao tác khóa xe với mở xe thì nó quá là dễ dàng với anh chị rồi. Thì nay em sẽ thực hiện cho anh chị cái thao tác đề nổ từ xa. Bằng cách là anh chị bấm khóa xe một lần. Và lần thứ hai là anh chị bấm và giữ cái nút đề nổ khoảng tầm 5 giây. Thì lúc này xe nó tự động nổ máy. Dạ, xe nổ máy rồi anh chị. Khi nổ máy thì xe nó sẽ chớp xi nhan báo hiệu cho anh chị tổng cộng là 6 lần. Xe nổ máy thì đồng thời bên trong máy lạnh điều hòa nó cũng tự động bật để làm mát cho khoang nội thất. Trường hợp xe nổ máy mà anh chị không đụng chạm gì vào xe hết thì xe nó sẽ tự động nổ máy trong vòng 10 phút. Hết 10 phút này xe nó tự động tắt. Còn anh chị mà muốn tắt máy xe trước á, thì mình chỉ cần bấm và giữ cái nút đề nổ. Rồi thì lúc này xe nó sẽ tắt máy. Tiếp theo là cái phần mở cốp xe. Cái chi tiết này theo em nghĩ là em rất thích trên Civic thế hệ thứ 11 và Civic Gen 10 nó vẫn có cái nút mở cốp đó anh chị, nhưng nó không đặc biệt bằng. Đặc biệt như thế nào thì sau đây mời anh chị coi ha. Thì giờ em bấm giữ cái nút mở cốp. Và lúc này cái cốp nó bung ra như một cái cốp đèn. Mặc dù đây là cái cốp cơ. Em làm lại lần nữa cho anh chị coi ha. Đây. Rồi, em bấm và giữ nút mở cốp trên chìa khóa. Cái cốp nó bung lên như cái cốp đèn. Rất hay anh chị. Và đó là Honda Civic All New 2022. Dạ, trên đây là có bài review chi tiết về Honda Civic phiên bản G năm 2022 của em. Thì hiện tại showroom Honda Auto Long An của em vẫn còn 2 xe Honda Civic G trắng để giao ngay cho anh chị trong tháng. Để biết thêm cái chi tiết về chương trình lái thử xe nè, xem xe trực tiếp tại showroom cũng như là cái chương trình đặt cọc nhận xe sớm nhất trong tháng 2 thì anh chị vui lòng gọi số hotline để bên dưới. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh giúp em có những động lực to lớn để làm thêm nhiều clip xe gửi đến anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị những clip tiếp theo.